Alo, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay bên em xem test cục đẩy AH450 anh em nhé. Một cục đẩy 4 kênh, công suất cho ra là 500W một kênh ở chế độ 8 ohm. Hôm nay sản phẩm này em sẽ chơi ra là 4 loa em nhé. 4 loa bass 30 ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và đang lấy nhạc từ máy tính. Ok chưa? Cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy này thôi, không qua thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Sẽ chơi ra 4 loa anh em nhé, 4 loa riêng biệt. Và bây giờ anh em cùng nghe và cảm nhận chất âm của cục đẩy này. Quá đẹp đúng không ạ? Chất âm quá hay luôn. Đang chơi chế độ parallel anh em nhé. Mở kênh 1 ra cả kênh 2, mở kênh 3 ra kênh 4. Ok chưa? Sẽ chơi ra 4 loa. Căng đúng không ạ? Một cục đẩy rất là đẹp đến từ thương hiệu Lới Acoustic. Hôm trước thì em cũng đã làm video mở nội thất rồi. Hôm nay thì em sẽ lên cái video này và sẽ test chơi ra 4 loa bass 30. Ok chưa? 4 loa bass 30 quá là ok luôn đúng không ạ? Chất âm rất là tuyệt vời em nhé. Và cái sản phẩm này là hàng mới chính hãng thì bảo hành cho tất cả em lên tới là 1 năm. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng tháng đầu tiên em nhé. Và trong cái tầm giá chỉ có 4.600.000 đồng thì chúng ta có ngay được một cục đẩy hàng chính hãng mới, và đây là hàng mới nhất năm 2023 bên em vừa mới về. Ok chưa? Đó, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc, mở thêm một cái bản nhạc khác anh em nhé, để cho anh em nghe và cảm nhận chất âm nó sẽ được rõ rệt hơn. Rất là mỏng đúng không ạ? Rất là nhỏ gọn. Rất là đẹp. Hàng này thì là rất là cao cấp rồi đúng không ạ? Anh em về chúng ta sẽ ghép bộ dàn karaoke gia đình trên cục đẩy AH450i này thì rất là tuyệt vời. Và trong cái tầm giá nói chung là rất là bình dân em nhé. Một cục đẩy bình dân chỉ có 4.600.000 đồng. Anh em có ngay được một cục đẩy 4 kênh, công suất cho ra là 500W một kênh nhân với 4. Ok chưa? Đây là mẫu đẩy rất là tốt, thì các bác có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp với em. Tầm 10kg thôi em nhé. Đẩy này nó lặng chỉ tầm 10kg thôi. Rất là chất và rất là xịn sò.
Ok chưa? Với cái mẫu đẩy này chúng ta về anh em chơi những cái dòng loa full bass 25, bass 30 thì rất là hợp lý. Nếu như anh em mà có hai cặp loa bass 30 thì chúng ta sẽ chơi mỗi kênh chơi một quả loa bass 30 em nhé. Còn anh em mà có một cặp loa bass 30 và thêm một quả súp hơi bass 40 hoặc súp hơi 50 nữa thì anh em sẽ chơi kênh 1, kênh 2 sẽ chơi ra là một cặp loa bass 30, kênh 3, kênh 4 anh em chập vào rít vào chơi ra một quả súp hơi 50 thì rất là tuyệt vời. Thì ok, video này em xin dừng tại đây. Anh em có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Hàng bảo hành tất cả cho nên tới là 1 năm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.